Chào cả nhà đã trở lại với kênh vlog của Loan Kapa nha. Hôm nay mình xin review cho cả nhà xem một ngày hôm nay giờ này thì mình hút hầm cầu cả nhà. Tại vì hầm cầu mình đã đầy rồi, đã chịu đựng hơn năm rồi cả nhà, không có nhà vệ sinh thoải mái, nó đã đầy đó cả nhà, không thể thoát nước được. Bây giờ mình gọi xe, mình gọi cái xe hút hầm cầu của nhà mình đó. Xe này đã vô tới nơi rồi. Bây giờ mình sẽ quay mọi công đoạn họ làm nhé. Họ bắt đầu hút nhé, cho đến hút xong nhé cả nhà. Hôm nay là thứ năm, ngày 29 tháng 6 đó cả nhà, năm 2023. Bây giờ mình sẽ bắt đầu công việc. Họ sẽ bắt đầu công việc nhé. Trị giá hầm cầu mình hút đây là 1.800.000 đó cả nhà, không bớt không thêm, chỉ bằng giá 1.800.000 theo họ yêu cầu thôi cả nhà. Hầm mình này cũng tương đối nhỏ thôi, mà cái hồi mình đào cái hầm đó nó không có to lắm, nó 3 ngăn, hầm chứa thì nó to hơn, còn hầm rút á, hai cái hầm kia nữa là nó rất là nhỏ. Bây giờ thì họ đang chuẩn bị đưa cái ống qua, băng qua cái tường của mình đó cả nhà, tường rào á. Họ sẽ đưa cái ống qua bên trong để mà tiếp cận với cái lỗ mà hầm chứa đó, cái lỗ mà họ vừa mới đục đó cả nhà. Mọi người cùng tôi theo sát họ làm nhé, theo dõi họ làm nhé. Họ cách họ làm như thế nào, đây là lần đầu tiên mình biết về công việc như thế này đó cả nhà, công việc hút hầm đó cả nhà, từ hồi giờ mình chưa thấy bao giờ. Bố làm rồi, bố đưa lên thì vui không? Giờ thì tôi sẽ đi vào bên trong, đi vào cái sân bên trong đó cả nhà, để xem thử cái người hút hầm cầu đây họ đục lỗ. Sau khi họ đục lỗ xong, họ sẽ đút cái ống vào cái chỗ lỗ đó để hút cái phần đó cả nhà. Đó, ống đục ngay cái ngăn chứa phân đó cả nhà, đục ngay cái ngăn chứa phân đó. Đúng rồi. Em báo giá cho nó luôn đi, em báo giá cho nó là cho nó được. Hay là em hả? Đá. Cục đá, đá, đá. Đá không quanh ấy, ý hỏi cái tường quanh nó có. Đá lớn đây nè. Cái ở dưới là đá lớn mà, còn cái ở trên là gạch á. Rồi, đưa coi anh ơi. Có cần dời cái này không? Chúng tôi là chủ nhân của hầm cầu này cho nên biết rõ cái hầm cầu này ngang bao nhiêu, rộng bao nhiêu á, bao nhiêu ngăn đó cả nhà. Thì giờ lúc họ vô là 10 giờ kém 20 đó cả nhà. Mà khi mà đục lỗ xong cái chỗ hầm chứa đó là bắt đầu đưa cái ống vô là 10 giờ kém 10. Bây giờ bắt đầu nhé. Đi mà, đi ra đó. Bắt đi. Cứ lẹ ra. Cứ lẹ bắt đi, cứ lẹ lên. Đi lên nè.
Lúc này thì cái người mà hút hầm cầu của mình đang nói chuyện với người phía bên kia, đang cần cũng cần hút hầm cầu luôn cả nhà. Cho nên thời gian này thì mình quay xung quanh cái đằng sau cái chỗ cái hầm chứa của mình đây. Cái là hút há được nâng hầm lên, nâng cái hầm cầu lên hả? Thế như cứ hư ra biết rồi, ý là đường một chiều đúng không? Ừ, phải. Nhà chú là đường một chiều đi vô đường Nguyễn Tất Thành đúng không? Nhưng mà ý là giờ mình muốn hút hay là sao, mình báo giá rồi có gì mình làm, rồi mình báo giá rồi có làm thì mình đang mua, mình đang làm. Quay hả là đây là alo mực ra một quay là alo hồi bắt đầu là 9:10 cả nhà, 10:10 bây giờ thì 10:05 có cần bơm chưa? Chưa vừa phá học còn bây giờ chưa đủ mà. Cái này là hầm chứa hầm gì đây? Chứa phút nãy giờ bên kia nó chảy qua chưa tuột nước xuống mà chưa tuột ống xuống mà hầm nó to lắm. Đây quay mà đi quay cái này đây. Không cái ngang đó thôi, cái ngang đó là từ đây đến đây, còn cái ngăn đó đang nói, cái ngăn đó ngăn nhỏ xíu à. Ui giời ơi, đây này hầm cầu này không có, không tới đó đâu. Đây này, chạy qua đây cái đó, cái này cái đường mình ấy. Ui vậy, đây này, tới đây thôi này, mình làm mình biết cho tới đây này. Không có mà đây không có hầm. Hầm mấy hầm từ đây. Để vô đây. Không có, không tới đó đâu, cái đó là cái đường. Đấy là mình... cái gì em nói chuyện anh chứ còn to nhỏ em quan trọng. Không ý là múc nhưng mà không phải cái đó. Không tới đây đâu, cái này là cái đường mình làm, mình đổ nền sau đây. Xíu nữa em hút xong máy, em lấy cái tay em căng này cho mình biết chứ không được. Có ai mà nghiêng thí mà cái hầm cầu nó có nghiêng xíu rồi. Không ai mà nghiêng nhiêu đây. Không phải. Nó tinh tinh mà cũng kiểu. Ý là cái hầm từ đó chạy ra đây, là tới đây. Cái ngành đó, cái phòng đó, cái là một bên như này, một bên, bên ba bên vậy đó. Ba bên nhưng mà nó to chứ không có nhỏ vậy. Tại vì nó họ làm nhỏ lắm mình biết sao. Mà, đây, mà. Chứ mà em đang cái em tâm cái biết cho biết chính xác rồi. Rồi rồi. Hiểu cái nguyên lý cái hầm mình cái núi vậy nó còn cái hầm bên này á, từ kia chạy ra tới đây, chạy ra từ đây tới kia, đó là kia to đúng không? Nay họ làm cho mình rất là nhỏ. Lý cái hầm cầu người ta làm. Rồi em hút rồi em lấy cái tay em chọc rồi em giải thích. Rồi. Hầm mình nó ngang như thế nào. Rồi không cần cãi nữa đó. Đúng không? Tại vì cái không biết cái thợ này thợ mới á. Thợ đây là thợ lần đầu tiên làm cho mình, nó làm nhỏ xíu à. Nhà mẹ chưa đầy nè. Tùy theo với nhà em cứ 40 năm. Bữa nào tí nữa có làm bên đó không mình chỉ cho nhà mẹ. Mà nhà mình chưa có hầm cầu, chưa có nhà cầu cho đó, nhưng mà
họ làm rất là lớn, chưa đầy, mà cũng đừng mưa ngay mương mình luôn. Chắc do cái thợ đây lần là lần đầu tiên họ làm. Nhiều nhà người ta mấy năm không đầy, nhà mình mấy năm là đầy. Em sắm cái xe ra nó sự cố và mới làm được, chứ nó sắm xe ra đây cũng 3-40 năm rồi. Thì có nhà là 2013 Tuy nhiên chuột rút vậy. Là tính ra là tới 2023 đây là mới được 10 năm hả? 9 năm hả? Không có dùng 1 năm rồi. Cứ nhà bà và nhà thợ mẹp lắm, bên đêm mẹp. Nó rõ cái cầu chân nhà sờ sờ cắt, rõ cái cầu chân nhà. Bây giờ vợ đã thử xả bên cái hầm, bên cái bồn cầu rồi, nó rút nước rồi cả nhà. Bây giờ chắc chắn rồi, có thể dùng được rồi. Lúc bắt đầu là 10 giờ kém 10 cả nhà. Bây giờ thì 10 giờ đúng rồi. 10 giờ đúng rồi. Xe vô là lúc 10 giờ kém 20 cả nhà. Đây. Rồi rồi, cái hôm mình đi đâu rồi? Hình như mình đi Kon Tum mà. Nhưng mà dạy rồi mà không thấy quà. Nó còn một lần rồi, không biết số nào. Số nào hay là mình lấy số dưới kia dưới chợ là, nhưng hai chỗ đó hai trụ hai tên mà hai số. Mà cái đó cùng công ty hay là khác nhau? Khác nhau. Công ty mình là gì? Công ty mình là tên gì nhỉ? Thái Hoàng. Thái Hoàng à? Hoàng Thái Hoàng. Số hồi nãy là số mấy? Số công ty là đầu tiên là số 99. Còn số nhân viên đi làm là 468, số em gọi anh đó. Em là Nguyên hả? Hoàng. Hoàng luôn, nhà mình đây lúc công ty mình luôn hả? Đó. Mua. Nè chi. Mua. Nè lên lên mà. Cái quài lần cái bài học, cái bài đốt đồn vậy. Kết nhà mày và tại vì qua Prague lấy tấm nhân sách cho tôi. Trực tiếp cái này là cho em nước để làm gì, cho nó rửa sạch
cho nó sạch đúng không? Cái đang hầm chứa đó hả? Mình làm sạch cái đó xong là nước bên kia nó rút về chứ. Đúng rồi, chứ anh thấy nãy giờ hút lâu lắc này, cái ống nó không tuột xuống bây giờ mà nó tuột nè. Nó gần hết rồi nó mới tuột chứ. Nó làm kỹ càng hút cái đây nó mới sạch, hút trong cái bồn cầu nó không có sạch. Nó trực tiếp xuống này, bơm nước ra cái đặt cái nó lỏng ra hút lên hết. Em ạ. Dạ thì ta cũng không mặc. Bây giờ tí nữa nó sạch đây là bên kia nó rút sao? Nó làm cao nó sao nó rút sao hả? Đúng rồi. Ý nó đặt cái ống cao nó rút cao. Sao xuống nó rút về được? Nó xuống tới cỏ tầm này nè. Tầm muốn chạy cái đầm hầm rồi. Mình không hiểu nha, mình chỉ trông vào cái nhà hút mình thôi, mình đâu có biết đâu giải thích. Mình không có biết đâu. Tại mình đâu có chuyện. Nhà mình có xi măng không? Có. Cái này nếu mà mình cứ nghĩ là đục chỗ đó một cái, chỗ đây một cái, nó mới hút hết cái nước bên kia, mình cứ nghĩ như vậy. Chứ không phải hả? Mình hỏi lại tại vì mình biết đây có đúng hầm chứa thật không? Chứa, chứa. Phân nó đã kêu mà, anh thấy em hút không được, anh bơm nước ra. Cái bồn cầu trên cao luôn mà nó cũng không có thoát được nước luôn á, có nghĩa là đầy quá luôn đó. Cái supply bên qua hả? Ngay cây xoài hả? Bùng banh chứ. Nhưng mà người dưới đây nói là bùng banh. Banh là tiếng Kinh đọc chữ bờ là ban. Mình là đọc là ban. Bùng banh đằng sau cây xoài đó đúng không? Đúng rồi. Ở trong bên đây cũng có lằng bùng banh lấy vợ ở đây. Hả? Xi măng hả? Đi qua nó mà bị xi măng qua nè. Măng bảy nhà sơn bảy nhà lằng tha bậc trẻ chú em đã biết phải sang cái nào đó thì bảy nhà tới em lấy cái cây em chọc thử cái chiều cao chiều dài nó thử chiều rộng nó thử một cái hầm đó em. Hả? Thâu ở đường nước nữa. Thâu đường lũng. Tình thao hả? Anh tự nhiên một chân chuột rút không biết chuyện giờ sao đi không được. Trời quá sao? Hả? Trời quá sao? Hả? Má mình là gì vậy? Em đang riêng thao như chân thao. Đây là thao này nè. Thao xin tao thao ea này. Chưa thao nó thao lớn. Thao lớn đó đó. Thao đây được không?
Tết là nó thì à em thực hiện luôn. Tới 1 mét mấy không? 1 mét 4 à? Nó không đúng, không cái gì đúng không? Hôm bữa nhảy xuống rồi, nhảy xuống rồi. Chắc lúc đó chưa bằng. Không, không, đừng có tính cái phần mình làm cái nền sau nha, cái nền hồi đó là nền đất. Chắc cỡ đó đó, cỡ 1m4 vậy đó. Hút xong rồi hả? Bây giờ đã hút xong rồi, lúc này thì 10 giờ qua 20 cả nhà. Có nghĩa là 10 phút, 20 phút, 30 phút. Hầm cầu của mình được hút sạch là 30 phút cả nhà. Bây giờ mừng rồi, có nhà vệ sinh để sử dụng rồi. Trị giá hút là 1 triệu 8 cả nhà. 1 triệu 8 một hầm cầu. Bây giờ nhà hút sẽ làm lại cho mình cái đắp lại cái hố đây nè. Phải đứng chứ không, đúng không? Không đứng là không tới đâu. Đấy là chọc xiên á. Hầm đây nó nhỏ lắm cả nhà, không biết làm lúc đó thì do cái nhà mình sát đây luôn đó. Chắc vậy, mình không biết được. Lúc đó là vợ ở nhà coi mình, lúc đó hình như đi Sài Gòn mất rồi. Đang xây nhà cầu á, hầm cầu á. Cái này mình hút cái hầm chứa thôi mà hầm rút kia nước nó không có về được đúng không? Nó chỉ vờ sơ sơ thôi hả? Nó về xuống cả đây. Giờ lâu lắm nó mới cạn cái dở vậy nè, nếu mà một hầm là nó cạn nhanh rồi. Đây này, tại do 3 hầm đó. Gom đồ sâu đó nè, thấy chưa? À sâu ghê ha. Đó, sâu 1m4. 1m4 mà rộng thì chắc hơn 1m chứ hả? Rộng hơn chứ. Lấy cái cục, có cái cục gì? Đây nè, em chị anh nha, đây là cái hồ còn cái nhân vô trong này. Nhân mà đi. Bên này thì ít, bên không, này. Lúc luôn, chưa tới luôn. Chưa đụng luôn. Chưa đụng cái nhân nó. Ý nó hầm đây hả? Không có tới đó đó em cái. Anh làm. Thấy chưa? Chạy đi coi. Chạy chạy. Mua mua em mà là nó kẹt mua. Còn mẹ hay cứ nữa này. Thấy chưa? Đây này, chưa đụng cái nhanh trong mây này. Đây mình ủa là nó lúc bên kia. Nó chạy này. Mua. Thôi nó chỗ trắng nhanh đi đi. Không phải lấy cái này chứ. Lấy cỏ nó bỏ đi, không sao đâu. Cái này thiệt tổ. Bỏ đi, cỏ nó. Không sao đâu. Rớt cái cây không sao, ăn thua. Thiệt tổ nè. Cây thì không anh. Nhờ cứ lẹ bẹp bữa nay mà hầm ta nên mới chốt thời làng nè. Nhờ lẹ bẹp bữa nay khi nay thả nhớ tôi không kia này mình quả. Khi nay thả nè.
mà lấy cái đá hay là gì đó sợ con bò ví dụ lỡ mình có quà nó có dầm lũng không? Kia tối mới kề nè, có đồ mút mà nồng tao nhà liệt tuần tao nhờ tầm khoa tao rồi nhờ chức năng một kè ta nhà lệ nè kì sao là mình hút là mình đục chỗ đây luôn hay là đục coi thử tuổi thọ nó bao nhiêu năm, một năm hai năm. Nếu mà một năm hai năm ấy thì ok, mà lỡ mình ở đây một năm ở đây nhanh quá là khi mình đục á là mình đục tiếp một cái hàng chiếu này đục rộng ra như này. Cái đâu mình đục cái lỗ mình dồn thử đi cái ống giữa cái ống bên này ống bên này có thông nhau hay không, với lại họ có đặt đúng không thôi. Rồi bấm nước rửa rửa đây cho sạch để cái đó mình tí nữa mình dùng cái đó. Má muộn đừng có rửa thao nhé, đừng có rửa, không cần, mình cần cái thao, mình cần cái xi măng đó làm chỗ đây nè, rửa chỗ khác đi, rửa chỗ đó nước đó không được, đỡ rửa cho đỡ nó hư thao. Giờ kết thúc rồi nó chi nè, có nhà vệ sinh rồi, bằng tí là phạt tí đi. Đi ràng trước mình lấy tiền gặp nhau bằng tủ lên, cảm ơn nha, về mạnh khỏe nha chú Văn Phước, công việc tốt hơn nữa. Tên, ủa sao con? Đây mình sẽ giao tiền nè. Mình đưa 2 triệu. Đây mọi người thấy không? Giao tiền cho em Hoàng này. Có không? Em không có tiền lẻ, ở đây hình như cũng có sao. Một ấy lẻ cái mi nạp lên muốn á. Rồi được, nhẹ mờ. Cảm ơn nha. Rồi. Bữa nào cần gọi. Rồi ai gọi ai lưu số mình á. Ừ. Số 8 ấy. Cái gì bung số 8? Số đó hả? Không, số này tôi gọi ai đó. À. Số đó được, số này được. Rồi. Mình đã sử dụng 1 triệu 8 để hút hầm cầu đó cả nhà. Bây giờ rất là nhẹ nhàng rồi, thoải mái rồi. Bán một con dê đúng ngày hôm nay luôn. Một con dê mình bán là
Mình cân là 19 kg cả nhà, giá 90 ngàn. 90 ngàn là nhân cho 19 kg là 1.710.000, mình phải bù tiền nhà mình nữa. Giờ bye bye mọi người nha, bye bye cả nhà nhé, để cùng mình đồng hành với mình xem hết cái công việc mình hút hồng cầu hôm nay nhé. Một lần nữa chúc cả nhà sức khỏe dồi dào, chúc cả nhà thành công thành đạt trong cuộc sống nhé, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ nhé, tràn đầy sức khỏe nhé, bye bye cả nhà. Sau khi hút xong hầm cầu, bây giờ mình sẽ thử cái bồn cầu của mình nè. Mình sẽ thử bồn cầu của mình nha mọi người. Nó rút nhanh như thế nào nhé. Mình sẽ bấm nha. Đó. Như vậy mới là sướng nhé. Ngày năm trước đó, rồi cũng mấy tháng gần đây á, khó chịu lắm. Mỗi lần đi cầu nó đậm lại. Nó một cái cầu rồi nó lên xuống á. Giờ mình sẽ cho ít spin. Rất sao cho nó cứ vô liếp nước tí nữa là nó cứ đói bậy trong nhà. Nhà mình đã được giải phóng rồi, được thoát khỏi lo lắng mỗi khi cần đi vệ sinh rồi cả nhà, thì nhẹ nhàng thoải mái rồi. Chỉ cần chịu khó bỏ ra 1.800.000 mình sẽ có bụng cầu, nó không có bị nghẹt nè, bị đầy nè, mình hút như này cảm thấy được giải phóng cả nhà. Cứ sợ đắt miết, cứ tiết tiền miết là không có nhà cầu rồi. Bây giờ phải hy sinh như vậy, phải trả một số tiền giá hơi cao, hơi to đối với gia đình chúng tôi nhé, đối với vùng quê như chúng tôi nhé. Nhưng mà dù sao thì cũng phải bỏ tiền. Cảm giác hạnh phúc quá, được hút sạch hầm cầu. Bây giờ được có nhà cầu, nhà vệ sinh. Có thể đi vệ sinh được rồi, vui quá.